Em xin kính chào toàn thể các bác, anh chị em yêu Hoa Phong Lan. Buổi chiều hôm nay, kênh Hoa Lan của chúng em xin phép được gửi tới toàn thể các bác anh chị vườn lan hài của gia đình chúng em ở tại quê hương, cách thành phố Cao Bằng tầm khoảng 15 km. Thì ở nơi đây thì em đã trồng được rất là nhiều giống lan hài. Video này thì em sẽ giới thiệu tổng quan về toàn bộ những giống lan hài của mô hình chúng em, nhà vườn chúng em trồng, để các bác có thể làm tư liệu tham khảo, có thể là làm cái kinh nghiệm để tích lũy và để giới thiệu cho toàn thể các bác anh chị biết thêm về thế giới lan rừng. Và cụ thể của video ngày hôm nay đó là lan hài. Nơi đây thì em đã trồng hài hương, hài trần liên, hài giáp, hài hằng, hài kim, hài jacky, hài vân bắc, hài chó đốm. Và phía trên là em trồng toàn bộ là dáng hương cẩm báo các bác anh chị ạ. Đó. Trước mắt các bác anh chị đó là cái luống này, là luống em trồng toàn bộ là hài trần liên. Hài trần liên là một loài hài phân bố ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Đặc biệt nơi đây là nó chỉ phân bố ở tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn là phân bố nhiều. Đấy. Với một chậu, quy cách em trồng là một chậu là khoảng 5 cây. Đấy. Hiện tại bây giờ cây đang phát triển và hồi sinh rồi. Như video buổi sáng hôm nay em chia sẻ thì lan hài nó khoảng 5 đến 7 tháng thì nó mới bắt đầu có sự hồi sinh và phát triển. Thế chính vì vậy rằng là cái thời lượng nó nảy mầm cũng như là ra rễ thì rất là lâu. Đấy. Lan hài thì độ bền của hoa, tất cả các loại lan hài độ bền của hoa được tầm khoảng 1 tháng rưỡi cho đến 2 tháng. Là trên đây là luống lan hài trần liên em trồng vào cái chậu đường kính 14. Đây. Vỏ thông đá thấm thủy, hay còn gọi là đấy, đá thấm thủy hoặc là đá bọt, rơn cọng, chấu, tất cả trộn vụn lại và chúng ta trồng lên. Rồi lên mặt là ở trên bề mặt là chúng ta có thể kèm thêm theo một ít rêu rừng hoặc là rơn cọng cũng được. Đấy, hoặc là chúng ta để không như thế này cũng được này. Đấy, cây đã phát triển rất là tốt. Đó. Đấy. Cây đang phát triển đấy các bác đây. Nó phát triển rất là lâu nhé các bác nhé. Dài lan hài. Phía bên này là hài giáp này, hài giáp với là hài jacky, hai loại đan sen. Loại này thì bị có sâu nó ăn rất là nhiều. Đây, bác xem này. Hài giáp với hài jacky. Đó, quy cách trồng cũng như vậy ạ. Hài giáp thì nó khác hẳn với các loại lan hài khác. Bản lá to hơn. Đây, cần hoa dài tầm khoảng 60 cm. Hướng dựng nhất các bác nhé. Đây, đây là hai lan hài giáp ạ. Đấy, hoa màu xanh dương. Còn phía đây là em nhìn có nhìn thấy thêm những cái chậu hài lan hài jacky nữa, nhưng mà hài jacky nó rất là kém lên. Rất là kém lên. Lan hài giáp với hài jacky nó gần gần giống nhau. Hoa của nó cũng nở gần giống nhau đây. Đây là một cây hài jacky này, cây hài jacky trơn này các bác này. Đó. Cái này là gọi là cây lan đột biến đây. Lan hài đột biến đây. Đấy. Đó, giáp đột biến và jacky đột biến, nó rất là giống nhau các bác ạ, 1:8:10 đấy. Đấy. Hai cây đột biến. Đây là lan kiếm. Phía bên này là hài hương các bác này. Hài hương thì em cũng giới thiệu rất là nhiều ở các kênh bán hàng cũng như là cái những lần em bán hàng rồi. Hài hương là một loại lan hài phát triển mạnh nhất và phát triển tốt nhất ở vườn chúng em. Đây. Nó phát triển rất là tốt. Loại này hoa màu trắng nhị vàng. Trắng nhị vàng. Đây, chậu này rất đẹp này. Đấy. Đây là lan hài hương. Hài hương này, xong thì đây là hài hằng các bác này. Hài hằng với hài hương nó gần gần giống nhau. Đó, các bác xem này. Đó. Phát triển rất là tốt luôn. Phía bên này là hài mốc hồng này. Hài mốc hồng thì nó khá là khó trồng các bác ạ. Đây là cây hài mốc hồng lai với cây hài giáp, lai tự nhiên này. Nó ra cây này. Đây là cây nữa đây. Lan hài mốc hồng lai với hài giáp, nó ra cây này. Đấy. So với đặc hữu của dòng lan hài này thì các bác anh chị có thể trồng được ở nơi ẩm thấp, nơi ít ánh sáng và giữ được độ ẩm, đảm bảo độ ẩm thì cây mới phát triển. Nhiệt độ của dòng lan hài để phát triển nhiệt độ tốt nhất là ở 18 cho đến 30 độ C. Đấy,
quá 30 độ C thì cây nó cũng khá là chậm phát triển đấy các bác ạ. Đó, những cái luống hài hương và những chậu hài hương rất là đẹp. Phía bên này, giới thiệu thêm với các bác, đây là hài Cocky. Hài Cocky các bác ạ. Đây. Nó còn giống hài Helen ạ. Em trồng lâu hoặc em chơi lâu ấy. Thực ra cái kinh nghiệm cũng như là cái tích lũy về lan hài các loại lan rừng ấy, thì em cũng khó có một chút về cái kinh nghiệm về nhìn nhận cũng như là về đánh giá, cũng như là về chăm sóc, kỹ năng trồng, kỹ năng chăm sóc và phân biệt các loại cây lan. Thì hầu như là em đi thu mua hoặc là em đi lấy hái ở rừng thì em mới phân biệt được thôi. Còn bình thường các anh chị mà để phân biệt được khá là khó đấy các bác ạ. Đây, cây này đang có mèo nụ này. Đây là hai Cocky. Cây này cũng đang có nụ này. Đấy. À, cây này thì xin giới thiệu với các anh chị. Đây là cây hài Helen ạ. Đấy, đây cây hài Helen. Lá nó bóng hơn, xanh hơn. Ở đây có mấy chậu hài Helen này các bác này. Đấy. Bóng hơn, xanh hơn này, đang có nụ đây. Thực ra bọn lan hài này thì khá là khó chơi đấy, nó khá là kén người chơi đấy. Đấy. Rồi, giới thiệu tổng quan với các bác anh chị những dòng lan mà vườn em có và em đang trồng. Các bác có thể tham khảo và cũng có thể đây là cái video trải nghiệm để các bác anh chị hiểu thêm về một dòng lan mới của những cái dòng lan của Cao Bằng, của Bằng nói riêng và của Việt Nam nói chung. Đây là cây lan hài Jackie đột biến, gọi là Jackie trơn đấy các bác. Đấy, xanh lét này, nó không có màu, gọi là Jackie trơn. Đó. Ngoài ra thì ở ngoài này còn có rất là nhiều nhưng mà nó cứ giặt dẹo các bác ạ. Đây là cái hài Vân Bắc này. À đâu không, vẫn là Jackie trơn đấy ạ. Jackie trơn. Đấy. Đây, Vân Nam đây các bác này. Khai thác ở Đắk Lắk đây. Đó. Trên đây là tất cả những dòng lan hài mà nhà em có. Thì ngoài ra chúng em còn có hài hồng, các loại hài mà những kênh trước, phiên trước em cũng đã giới thiệu rồi. Thì cũng không giới thiệu nữa. Thì phiên này thì em xin phép được chia sẻ cũng như là giới thiệu với toàn thể các bác anh chị dòng lan hài mà nhà vườn chúng em đang trồng. Để các bác cùng xem và cùng có thể là đây là cái tư liệu để cho các bác anh chị hiểu thêm và biết thêm về cái dòng, một cái chi lan gọi là lan hài các bác ạ. Nhưng còn chi lan gọi là dòng chi lan hài mà chúng ta ít ai được biết các bác ạ. Ít ai được biết. Thôi, xin phép được trải nghiệm như vậy. Cuối cùng thì xin phép được chúc toàn thể các anh chị một buổi chiều thật là vui vẻ. Chúc toàn thể các anh chị xem video thật là thoải mái nhé.